tướng khỏe mạnh như thế này là hoa trái của thần khí rồi, xin Chúa chúc lành cho anh. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha và cảm ơn Công Đoàn ạ. Tên con là Phêrô Lê Tiến Huê, giáo sư dân nghi ở địa phận Ba Mươi Thuận ạ. Con được ba ơn, hai ơn chữa lành và một ơn là con gái và con rể đã lìa bỏ nhau trong đôi vợ chồng và đến nay đã đoàn tụ ạ. Ơn chữa lành như thế nào kể cho mọi người nghe. Dạ con ơn chữa lành, thứ nhất là ơn của con là có hai khối u đắp bụng mà con là đi chữa bệnh viện chưa rảy là 6 tháng mà không được cái gì cả. 6 về lại con trở về là bệnh viện Đức Đông lại là 6 tháng thì con lại trở về bệnh viện Đức Đông, thì bệnh viện Đức Đông giới thiệu cho con lên bệnh viện chưa rảy tiếp tục một lần nữa. Cuối cùng con về thì có cố tạm là thực ra là người cùng người công giáo mà cho con mượn một cái máy là 27 cái giảm. Và về thì con tham khảo và đồng thời là con bỏ cái phần là toát mục thứ hai là con bỏ. Mà đến khi con cầu nguyện đến nhắc cái chú cha cái cầu nguyện bị lao thơ sọt thì con hai khối u trong bụng là khỏi, hai khối u trong đại tràng ạ. Mà lời xin lỗi công văn và trả là đi đại tiện là một giờ là 2-3 lần, cho nên là bây giờ là được ơn chữa lành là đó là phần của con và phần vợ. Thôi vợ của anh được ơn gì? Dạ phần vợ con á thì được ơn là cùng chữa lành là viêm đá khớp. Hiện nay là nó tóm lại là chân khớp, tay khớp, chân khớp, đá khớp, chúng là khớp ta cũng bị sưng, nó cũng bị đau cả. Mà nhất là cái mùa lạnh, mùa lạnh thì nó càng là đau hơn thì càng khó chịu hơn. Cho nên là giờ hiện nay là được ơn chữa lành toàn phần ạ. Rồi, việc tầng thứ ba là chuyện mà hai đứa con mà đòi xa nhau, ly thân ly dị mà hòa hợp lại với nhau như thế nào? Dạ con ơn thứ ba là con nói thật ra thì điều kiện của con thì được một đứa con gái và đồng thời là cũng được một chàng về thôi, nhưng mà vì điều kiện hai đứa thì đầu tiên thì cũng êm xuôi cả, nhưng mà đầu năm 2016 là đã dẫn đến đổ vỡ rồi cài vả nhau, đánh đập nhau, thậm chí là vợ chồng là đánh đập nhau với chồng người đứa văn thơ, trong người đứa văn thơ chúa rơi xuống đập phá hết và vợ chồng hầu như là tán vỡ. Nhưng mà vợ chồng con công nguyện thì hiện nay là đã đoàn tụ và đã được sinh thêm một đứa con nữa. Hallelujah, Hallelujah, thế cao lên, Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho vợ chồng nó cái máy 307 giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn tập san người mẹ đến với Chúa. Và đây là móc khóa và tròn chuối gửi tặng cho em nha. Rồi, tròn móc khóa gửi tặng cho chị. Xin Chúa chúc lành cho anh chị. Rồi, anh được ơn gì? Đó, con thưa cha, thưa công đoàn. Con hôm nay